Em về chào quý vị và các bạn nha Em việc mới về được uh, mấy món đồ vừa khui ra để chia sẻ đối với quý vị vật các bạn uh, Có một cặp tan nồi uh, đồng trục bát 40 Đẹp trang xà beng luôn quý vị và các bạn Rồi Một cặp uh, loa đích tên của Anh Quốc Bát 30 Dòng này nhìn xấu nha Nhưng mà âm thanh thì tuyệt vời luôn Giá cực kỳ tốt luôn cho quý vị và các bạn về chơi uh và một cái sốc điện CBL thì sốc điện CBL này à, là hàng mỹ xịn nha điện 120V thì mình cắm 110V được nha vì các bạn cái bát này là màn giấy gân cao su và bát này thì theo thông số ngày kỹ thuật họ đưa ra là bát là 27 nha tính luôn cái viền này là tới 27 luôn đó mà thường thì mình thấy là anh em báo là 25 nhưng mình xem thông số kỹ thuật thì nó vậy JBL hàng xịn nha Chiều sâu là 30 Ngang là 31 Và cao là 44 Thì cái bát này cái lỗ thông hơi nó ở phía dưới vị vật các bạn Ở phía dưới đáy thùng ạ à. Và ở phía sau nè Để việc quay lại phía sau cho quý vị và các bạn cũng xem nha đây là ở phía sau ở phía sau con này thì nó có cái đường lin nè, black guy là đường in vào nè. Volume nhỏ lớn nè, cái này là cắt tần số nè, tức là mình cho cái tiếng ca nó lọt xuống thấp nhiều hay ít là giặn ở đây nè. Và đảo pha nè. này là on all, auto auto nguồn á quý vị các bạn. Thì nó là nếu mà quý vị và bạn bật qua on mở thì trong một cái khoảng thời gian nào đó, ví dụ như 5 phút, 10 phút gì đó mà nó không có tín hiệu nhạc vào thì nó sẽ tự tắt nguồn ha đó rồi có tín hiệu nhạc vào nó tự mở nguồn lại còn cái tắt nguồn mở nguồn là ở đây để cầu trì và điện con này là 120V model của con này là TBL Venu Sub 10 đó, vì các bạn nhớ là điện 120V nha 120V thì chỉ có USA xài thôi vì các bạn trăm mười trăm thì giờ của Nhật Đó. rồi thì tình trạng đồ cũ nó cũng có chày này nọ vân vân và chỗ cái chiếc này trên thị trường đấy anh em bán giá khá là cao mà chiếc này thì mình đấu giá con chiếc màu à giá thấy cũng ok vì bảo bạc cũng được thì mình bán cho về bỏ bạn cái chiếc này giá là 4 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao xếp nha Còn bạn nào đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì uh, 5 triệu đồng cọc cho mình một triệu nha thì mình thấy anh em bán đâu bảy tám triệu đồng gì chiếc này mình cũng không biết nữa thì nói chung là mình cái nào mình mua rẻ thì mình bán rẻ thôi rồi tiếp thì uh, em vừa chia sẻ đó việc các bạn là một cặp thanh ôi uh, đồng trục kiền vuông ẹt uh, đen dòng này thì tuyệt vời chất âm khỏi bàn cãi luôn dòng lo của anh quốc xương loa đẹp xuất sắc với vị và các bạn cụ Cũ từ cũng đẹp luôn kẹn sà beng và đi theo cái bộ này thì nó có luôn cả bộ phân tầng nha phân tầng này dây đầu cắm đầy đủ hết và cái ở cái ở phía sau luôn nè cái chạm lo phía sau luôn nè ta đen ha Đó. rất chuối đấy các bạn phân tầng mình đã test ok rồi thằng này về một gân nha quý các bạn mình cũng chưa thai gân nữa đa số là mình rất là làm biến thai thì mình bán như quý vị một bạn về thai gân được thì thay cho giá nó tốt hơn còn không thì mình cũng sẽ thay đây về phần cũ lo xương lo đồ đẹp rồi nha thì bây giờ mời quý vị bạn xem cái mạng lo ở phía trước đẹp xuất sắc luôn quý vị bạn cặp này là không thể nào chê đồ đâu được thì cái gân này nó đã mục rồi nha gân này mục quý vị của bạn thì à, mình à, có thể là mình thay cho quý vị hay là quý vị về tự thay thì mình sẽ báo hai cái mức giá và đây quý vị của bạn cái chép nó nằm ở bên trong á chép đồng trục nằm bên trong bát 40 đồng trục tan nôi thì khỏi chê <laughs> ok hết quý vị của bạn rồi đứng từ xa thì quý vị sẽ nhìn cái lo này như thế này Và cái cặp này à, mình bán là nguyên bộ là à, cũ lo và phân tầng luôn nha đi theo lo luôn thì à, có giá là 31 triệu đồng đã bao gồm thai gân và chuyển khoản đủ bao luôn phí vận chuyển còn nếu như bạn nào không muốn thay gân thì mình bán nguyên bộ là 30 triệu đồng chuyển khoản đủ không thay gân bao luôn phí vận chuyển quý vị và các bạn mình bao Zin bao Zin nha bao Zin từ cái phân tầng cho đến củ lo con lo chép con lo um, gì con lo bát giấy lo thì khẩu nói rồi giấy này thì không có cái nào mà giả được hết quý vị và các bạn rồi tiếp ở bên trong này em việt có một cặp lo cực kỳ xấu nhưng âm thanh cực kỳ hay cặp này thì uh, lưới dây căng còn em việt cũng đã tháo ra trước rồi tại nó nó dán dính ấy lắm quý bị bạc chắc lắm hồi mình tháo ra mình tay cầm điện thoại tay tài... cầm quơ quơ sợ nó gãy uh, hai bát 30 mươi uh, là ở phía trên này nè là hai cái lo này là hai cái lo chung đây là cái lo chép đây là nó dính uh, băng keo nha cái trắng trắng này vật trắng nó dính băng keo tiểu vị của bạn có thể nhìn qua điện thoại để mình lấy nét sát cho ở mình mà bung mạnh lên cho vị xem nè nhìn mạng lo thấy gốm chưa bạn nào mà chưa từng chơi thì nhìn thấy một cái là chạy mất dép luôn chứ đừng nói tìm mà tới báo giá ừ. tiểu vị của bạn thấy đây là cái giọng loa đích tên 25 đời đầu dòng lo đích tên 25 đời đầu của vị của bạn cái đời đầu thì nó mặt màu đen và bát nó tẩm dầu nhìn rất là xấu xấu như loa rồi con này thì đặc biệt dễ ghép và âm thanh nghe du dương nhạc vàng thì bao tê rẻ hơn đôi bẻm 7A nữa. nhưng mà chất âm của đôi này dòng lo anh quốc thì khỏi phải bàn cãi không phải nói gì hết trơn đây thùng nữa quý các bạn em việt thì không có biết xì ba tút tát nha Mày có sao mình bán y chang vậy luôn Mình không biết là làm thùng sữa Để cho nó đẹp gì đâu Đó ở phía sau thì quý vị một bạn có thể nhìn thấy là nhìn ở phía sau có nhiều bạn chưa từng gặp thì mấy bạn nói ở phía sau nó bị chóc sơn nhưng mà không phải nha cái dòng đích tên này từ 25 mươi cho đến 66 mươi vân vân họ có một cái nước sơn đặc trưng của họ là sơn nó như muối tiêu như quý vị các bạn ở phía sau nó, sao, nó như vậy đó còn nếu mà nó bằng phẳng luôn mà không có mua như muối tiêu này là không phải nha là cái đó người ta sơn lại đó nè mình lấy nét xác cho cái này nó không có phải chốc sơn mà họ sơn sao nó được vậy thì mình cũng không biết công nghệ sơn người ta sao luôn Đây. rồi con này thì nó hoạt động trở kháng từ giấy từ uh, 4 cho đến 8 ôm đặc biệt là vậy âm ly 4 ôm đánh cũng được âm ly 8 ôm đánh cũng được luôn vì một bạn mình quay một vòng ở bên đây cái uh, cái hồng bên đây nữa cho quý một bạn xem hồng bên đây con chiến nó dính bụi nhiều nè mình thời gian đâu mà lao đó mình quét quét cái là ra rồi đó. cặp này nếu mà so với hàng bãi như vậy là đẹp xuất sắc nhớ vị của bạn lưới không lũng nữa như vậy là đẹp xuất sắc rồi tại vì hàng mình không có tút mà tất cả nguyên bản nguyên zin đây cũng là giấy nó dán cái gì đâu đó Để ra nguyên bản nguyên zin không muốn con sửa chữa bất cứ một cái thứ gì ha và ốc chưa bung trận này trên thị trường thì mình thấy nó đâu đó nó rơi vào khoảng hai mươi mấy triệu mà em việc đấu giá thì cực kỳ tốt luôn cộng này mình đấu giá là giá tốt cho nên mình bán cho quý vị một bạn giá cũng dễ chơi mình bán cho quý vị và các bạn 16 triệu 500 nghìn đồng chuyển khoản đủ bao ship tận nhà bao zin bao thợ thầy kiểm tra còn ông nào không tin thì cứ chạy xuống tới đây kiểm tra rồi vác về nhớ đem thợ giỏi theo đừng đem thợ mà sửa ống nước xuống kiểm tra nha mình bị hoài nghe thợ lo thì không mời mời mấy ông thợ mà à, sửa tivi độ lại kiểm tra loa thì nó nói thật với quý vị các bạn không cùng chuyên môn thì nó rất là khó nha quý vị các bạn mình là mấy bạn cứ kêu thợ càng giỏi mình càng thích mình không thích nói chuyện với thợ với ba với vẫn rồi em việc xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau nha